gì. Vâng, ok nhá. Em tiếp tục test một đôi loa nữa lên cho anh khách đã lấy cái đôi loa X7A này. Đấy thì anh khách này là anh thấy ở đâu đây? Anh khách này khai cục giải mã này. X7A này, đây rồi. Anh khách này là ở Tiền Hải Thái Bình. Anh này ở Tiền Hải Thái Bình nhé. Này, Tiền Hải Thái Bình. Đấy, X7A ở Tiền Hải Thái Bình nhé. Ok. Đấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng test cái đôi X7A lên cho anh. Đấy. Đấy. Còn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu. Không còn lo thương nhớ người yêu. Em sẽ test cho anh từng loa này. Đầu tiên là loa bên tay trái trước. Đấy. Vì ở đây em đang đưa âm thanh sang loa trái, bây giờ loa phải sẽ không có tiếng nữa và nó sẽ không rung nữa này. Qua bên này sẽ dùng bởi vì mình cũng đưa tiếng vào này. Chưa? Bây giờ em sẽ đưa âm chép giảm bass về này. Vì sao anh nhớ em? Hạn chế tối đa âm chép ra loa này và đẩy âm bass vào thêm này. Đấy, anh thấy nhờ âm bass này. Bây giờ hầu như mình chỉ nghe tiếng bass và giải trung từ loa bass ra thôi cho tôi nha. Bát xuống này. Và em đẩy giải chép lên để đưa âm chép vào loa tép này. Đấy, anh sẽ thấy tiếng tép này. Rất là sáng đúng không? Loa vẫn sống nha. Nếu em bịt tay vào là tiếng tép nó sẽ chìm hẳn này. Em bỏ tay ra nhá. Chỉ em sờ tay vào đây là em thấy cái màng tép đang rung này. Sờ nhẹ thôi nha anh nhá, sờ nhẹ thôi nha. Sờ anh mà sờ mạnh là nó lún cái nón tép này nha. Sờ nhẹ thôi. Trọn đời mình gần bên nhau. Ok nhá, đấy loa bên này nó sẽ ok này. Bây giờ em lại đẩy âm thanh sang loa bên phải này. Vẫn đang trong tình trạng là loa tép đưa vào vẫn là đang trong tình trạng là âm bass hạ hết xuống âm tép đưa vào này. Thì là em test luôn tép này. Thế bịt tay lại nhá, thì âm chép nó sẽ khác luôn. Để chép nó giảm hẳn nhá, bây giờ bảo tay ra này. Màng tép đang rung. Xem ra em dìm tẻ tép xuống này. Đêm nay nghe tiếng. Anh cứ nghe tẻ tép một tí đây nhá. Ngồi đây như mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tôi mới hai con phải xa gia đình. Coi cúc thân một mình nơi xứ lạ người xa. Bây giờ hạ tép xuống này. Anh nghe tiếng tép nó bất hẳn không? Gần như không có đúng không? Rất là bí đúng không? Đấy, nếu như loa không có tép thì như này nhá. Bây giờ em sẽ đẩy ở bát vào này. Nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao.
Ok. Đấy. Đấy nhá, em đã test xong cái đôi X7A cho anh. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết anh liên hệ cho bên em bằng số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 để đặt hàng nhá. Đấy. Còn bây giờ thì em sẽ đóng hàng cái đôi loa này để chuyển về Tiền Hải Thái Bình cho anh, gửi xe ô tô. Đấy, xe ô tô Tiền Hải thì sợ không biết giờ này còn không, mà em sẽ cố em ra em tìm thử. Còn ví dụ trong trường hợp không có thì chắc là phải gửi xe hai chuyến rồi gửi về bến xe Thái Bình anh ra anh lấy hộ em, hoặc là từ đấy em sẽ nhờ người ta chuyển xe buýt về cho anh. Đấy, ok anh. Vâng.